chào các bạn. Bây giờ Lesin sẽ thi thử trong phần thi người cá cấp bằng quốc tế level 1. Trong nội dung thi đầu tiên này là bạn ấy sẽ bơi 20 giây không ngóc đầu lên, lặn hoặc là bơi nổi trên mặt nước cũng được. Được không? Rồi bắt đầu nha. 20 giây không ngóc đầu lên. Sẵn sàng chưa? Thở nước 3 lần đi. Chưa vô nước à? Rồi. Rồi thở nước 3 lần. Rồi bắt đầu tôi đếm giây luôn á nha. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 second. 19 second. 19 giây. Just 1 second you will pass the test. Rồi thở nước 3 lần nữa đi, làm lại. Sẵn sàng chưa? Ok, làm lại ha. Bí quyết là thở nước 3 lần thật chậm và sâu, sau đó hít nén hơi 3 lần rồi bắt đầu bơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Chèo sách cần. Con biết mà. Biết mà, đánh mệt đó. Đang mệt đó. Không báo cho Lesin biết nha. Phải bơi được 5 lần như vậy á. 5 tốt hả? 5 lần. Là 5 lần đều giữ được trên 20 giây. Là 1 lần hít hơi vô là bơi được 20 giây mà làm được 5 lần. You have done your rest 5 times over 20 seconds. It's non-stop. Non-stop 5 times. Thở đi, thở nước đi. 10 lần đi rồi nén hơi thở 3 lần nha. Hít vô thật sâu 3 lần liên tục rồi hãy bơi. Rồi, cố gắng tập luyện đi nha.